Quên mất, còn cái việc mà cắm đuốc ở đây nữa. Một cái đuốc. Hai cái đuốc. Ba cái đuốc. Bốn cái đuốc. Năm cái đuốc. Để lấy cửa vào này. Đặt hơi lại. Ok đây. Lại cuốn này. Vướng gì? Cái đi, đi ngủ đi, đi ngủ. Thì mày có thể dùng quyền năng sáng tạo này tấn hành làm bất kỳ được. Ok. Ấn nhầm. Đờ mẹ là mày. Thằng anh nó bảo có gì chơi không, nó chán lắm kìa. Mày đâu mà lát mày trên đầu ta. Hey, đúng rồi. Yes, tao có đồ để khen mày nữa rồi. Minh nghe, Minh nghe nói gì đấy Minh? Ơ kìa, đừng đập tao lát đấy. Bố con đó. Ê, tao kiếm xịn nha. Mày đừng nào muốn đánh tao. Mày thôi cái trò đập tao nhé. Bực vãi cả. Mày đâu mà Minh này? Minh. Mày đâu vậy? Alo. Ở đây bị cái gì này? Đây đây đây. Ok, mình nghe. Em mình cười gì? Minh ơi. Minh. Nói gì đi? Trông kiếm ta này. Kiếm ta này. Đam yếu hơn kiếm kim cương tí. Mày nói gì đi mày? Nhạt quá đấy. Nhắm vai đái. À, tôi luôn đi.
Ở sao mày đọc mấy cái figure tao để trang trí ấy. Thì kệ đi, đang có một thằng đống đất đây rồi, cho vào đây sàn ra. Hello, mày không nói gì à? Nói gì đây, không có nhạt lắm. Nói gì mà không biết sao ấy. Mình nghe. Hay anh này. Mày bị hãm lở à? Trứng. Ở cái đậu phộng nhà mày. Fuck. Đưa ngoài vậy. Sừng sừng câu nhỉ. Này, dưới này có len này, trên hòm bên trên cũng có len này, làm cái thảm này. Mày nung cát, mày đã nung chưa? Có nung rồi đấy. Không. Mình nhìn sang mấy cái hòm kia đi. Ủa mình định lấy cái gì nhỉ? Quên mất rồi. Tại mày tao quên mất định lấy cái gì rồi đấy. Làm miếng thịt đấy. Cái đầu nâu, cái đầu lâu. Cát đâu? Cát ở dưới này này. Đây, trong mấy cái máy sàng người ta có cát. Đây rồi, kính đâu? Kính trên mấy cái hòm ấy, mày lấy hết rồi à? Đâu, tao lấy cái nào đâu? Mấy cái lò này, 21 kính này. Ở trong lò? Trong lò chứ. Bú. Đây, tao mới điếp trứng này. Ông này ông thắc mắc, ông này đang thắc mắc tại sao trong nhà mình có con bò. Okay. Câu chưa bạn. Đây. Đây còn cái con faction này nữa. Đem xuống đi. Cái này dùng làm gì nhỉ? Ô chéo giáp. Ú, đi lô phố sau. Ú. Hey. Tai đường nô sau rớt luôn. Xôi ôi. Ngoài. Úi xôi ôi. Úi xôi ôi. Mình ơi mình. Quay outfit của tao này. Mình ơi. Đâu rồi? Mình nghe. Look at this too. Giật lag quá chịu nhỉ. Em Minh em đang ở trên tầng rồi. Em dưới tầng ngầm à, trong nhà. Mình nghe. Ê. Coi nè. Xôi ơi, áo giáp xương đấy. Giáp T-Rex đấy. Đừng đùa, làm từ xương sườn và xương sống của con T-Rex ấy. Được. Tao để thằng đánh mày thôi nhé. Tao thích hòa bình, tao muốn đánh mày thôi. À, ba giáp. Mày, có sáu giáp thì chả thế. Đi, ập trứng thôi, không muộn rồi.
bản này. Mày không nói thì tao không lấy đâu, không giúp mày đâu. Nói gì đây mình? Mấy ảnh? Cái này là cái gì đấy? Đếm nhiều. Waypoint. Remove. Sắt đâu hết rồi. Ok, em ra đây đi, ấp trứng đi, ấp trứng khủng long đi. Tao có xương ấy, mày chế màu lục nhạt với cả màu lục đậm ấy, trông cho đẹp. Với cả màu lục tao để ở dưới mấy cái máy của tao ấy, mày lục trong mấy hòm đựng máy của tao ấy, nó sẽ có mấy cái ở đấy. Mày ra đây tao cho mày chiêm ngưỡng khoảng khắc tao thả trứng này. Mày đã chạy xuống đây để anh ấy à, thì tao đang định làm cái thác nước kiểu nhỏ nhỏ thôi mà. Đây thả trứng ở đâu đây, chỗ này nha. À, cũng được ấy. Đấy nha, thả trứng luôn này. Ở đâu rồi? No. Đây cho luôn quả đấy. Từ từ lấy Dinopedia xem nó thế nào. Wam wam, progress 10%. Đang wam wam wam. Đã đọc chứng nhá. 12% rồi, đừng. Đừng để yên, để yên. Không, em nó lạnh ấy. Lạnh nó không up được đâu. Đang bị... Đừng. Nào. Đẩy nó lại. Đẩy nó vào nguyên nhân thế. Ông đùa đâu. Đấy không phải bóng. Đấy không phải bóng. Tao không lành đi chơi tao bóng. Hai mươi lăm phần trăm rồi. Tao bảo quê. Cái đá đi, đá qua đá lại đi. Hey. Đá xuống nước, hey. Đá xuống nước nó ủng luôn ấy. Thành mẹ trứng thối ấy. À ăn nhầm rồi. Xem nào, 40% rồi. Em đi ngủ à? À. Em ta đi ngủ luôn. Đâu màu lục ở đâu cơ? Trong cái máy ngoài cùng ấy. Cái nào ngoài cùng? Máy bên phải ấy. Trong cái hòm đấy, màu lục đi đi.
Thế được rồi. Ủa? Toàn có cả cát với cả bột xương ở trong mấy cái máy sàng nữa nhá. Đây, ngủ đây. Mệt quá. Này mày làm chỗ đây á? Ngủ nhanh, dậy nhanh, không con kia nó nở, nó không thấy người chơi là nó thành thú hoang ấy. Cái đi 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 nhai 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 nhai. Ô chưa nở à? Ô nó sắp nở, nó sắp nở, nó sắp nở. 98 rồi, 99 rồi. Yeah. À bố nó. Từ từ. Ô ô trông cái cục lắm kìa. Ô trông trông béo. Trông nó béo quá. Từ từ tao bị lag rồi. Đó là bố nó. Yes. Không. Nãy tao bị lát, tao trông nó to cái gái. Đây 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 đây. Đây. Ăn đi nè, ăn nè em. Xem nào. Hay không này. Heo có 12 trên 12 thôi. Hiện tại độ vui vẻ nó đang rất là cao, nó rất là vui vẻ. Tao giết nó nhá. Ê, ONHTH nè, item gậy, mình dùng gậy để giá lạnh cho nó. Ê, thì tao để tao giết nó nhá. Đừng giết, phí công nữa. Mày vẫn có bằng chứng con này đúng không? Hả? Không, có mỗi cái thôi mà. Ờ, thiệt rồi. Nó đang ăn này. He he, look at this. Look at this. Nó sẽ bảo chó của tao ra cắn nó. Được. Bảo lòng tao quay vậy chứ không hiền đâu. Giờ tao sẽ làm tiếp con nữa. Con này kinh dị cực kỳ. Đi lèm đi. Mày ra cắt lông cừu đi, xén lông cừu nhiều hơn ấy. Do việc mày giết nó. Hehehe. Anh nhưng mà mình còn bay u đấy không? Từ 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 từ. U. Phải nhuộm thả trước đúng không? À phải nhuộm lông trước mới được. Trứng, thịt, sữa. Ok, thoải mái. Có trứng rồi. Nice. Phải nhuộm lông trước rồi mới nhuộm thì mới chế thẳng có màu. Mình có lúa rồi. Giờ mình sẽ lấy sữa. Quay chạy qua phòng thí nghiệm kia. Sẽ chế tiếp một con này khá là kinh dị ấy. À, mình luôn. Con này dị vãi đái. Lát phải chuột. Fuck. Ê, lên trên này có gì không? Em mày thích giáp xương nó chế không? Không, giáp xương yếu. 6 giáp. Đâu ra xếp thử mà. Chess, blade. Tao lấy lem từ nhà kia ông kia. Ơ, cái áo giáp sắt này là bao nhiêu giáp ấy? 6 giáp. Thế thì bằng cái giáp xương tao. Yếu. Khác mẹ nhau. Các cái ở chỗ đặc biệt hơn là giáp xương của tao là chế từ xương sườn và xương sống của T-Rex. Thế nó mới xịn. Em này, xem ảo thuật không? Một thứ chỉ có ở cái Ancient Sword của tao. Ừ. Tại sao tao di chuyển được nữa nhỉ? À đây 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 đây. Cái việc xuất hiện con khủng long đã khiến cho server quá lag, chúng ta phải tiêu diệt nó thôi. Không phải, liên quan gì?
Có thằng Minh đâu rồi? Quay giờ thằng Minh. Minh mày đâu rồi? Tao ở đang một nơi rất xa, tao một nơi không qua khỏi người thành phố. Tèo 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 tèo. Ê, tao thả cái con này trong nhà xong rồi mày đừng giết nó nhá. Sẽ giết hết. Đừng. Không thôi, tao thả xuống tầng hầm này tao. Ê, Stego được 3 tuổi đấy em. Ở cái nhà ông kia đâu? Không tuổi. Hớt đi vô. Nhà ông kia đâu nhỉ? Find not found. Nghĩ là tao cài vào xong thì nó không tìm thấy file ạ. Không có giấy đâu. Game nào ngu. Ở cái nhà học của học đâu. Tao không biết. Get me. Ha. Em mày đi tìm con lợn đi. Em đi tìm con lợn đi, xem tao bảo xem tao biểu diễn này. Ô, rất xin lỗi ông. Mà cháu thấy dao rồi, tao không thoát được. Oh shit. Đít nhà ông. Ô, ta này. Hello tao. À à, fuck fuck fuck. Mày quá tí ừ. Rơi xuống cái hồ. Mọ. Đâu ông chết rồi à? Ôi trời, ông chết rồi. Khổ ông quá. Ôi. Mày biết phải làm rồi, gì đấy. Cháu xin nhà của ông. Đây là cái lều. Mày như cái giường trong này tao cũng luôn này. Mình tao cũng luôn giường rồi. Cái lý do ông chết. Mày thật là độc ác. Ê, có con cừu này, con cừu nữa này, con creeper này. Xương nữa này. Chạy thôi, chạy thôi. Đơ rồi. Tại sao lại đơ? À, mày chết được kìa. Không biết mà. Ta đứng yên một chỗ và creeper nổi chết rồi. Ô, bằng cách thần kia đó tao vẫn sống. Mày chết rồi, chẳng qua mày nghĩ mà mày sống luôn. À, tìm nhỏ nào. Ơ, chả lẽ cái giáp này bảo vệ khỏi vụ nổ. Ôi, VIP nha. Ồ. Mấy ngày nữa là thỏ lên cơ. Đục cho đấy. Con Stego chứ con nào? Con được máy xem phim bỏ hẳn kìa. Mày xem thì có. Ô, oh, cái hòm mình mở này. Lềm lát để chịu được. Dạ. Tấm gì ạ? Vâng. Bây giờ tao đi có việc nhá. Một tí hả? Anh em hãy chờ nó nhé. Một tí thôi. Được chưa? Sắp được rồi anh em ơi. Rất sắp ngồi. Đấy rồi. Có lấy gì mà nhá. Oh my god. Anh thử lưu lưu đa. Herbivore. May quá. Anh tên. Ok đây 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 đây. Đâu có đâu em ơi em ơi em ơi. Tên trước. Chưa tìm được. Oh shit. Oh.
Let's go. Con này con này xịn quá. Xem có món gì cho ăn. Đây có cà rốt, có cà rốt. Đây có cà rốt đấy. Nice. Đã có sầu. Okay. Okay. Whips. Đi, thần hóa con này. Thần hóa đâu nhỉ? Mình nghĩ gì vậy trời? Sao mình có thể thần hóa được một con? Nó phải bay vù à? No, nó giết anh dân làng rồi. Mày nó giết anh dân làng. Fuck. Chế ổ xương à? Thì thôi. Để xem có cái bio fossil nào.
mình đem trang trí. Trời ơi, mấy cái đống hóa thạch đấy xài sẵn năm mới hết. Hello, Minh quay trở lại đây à? Quay lại rồi à Minh? Minh ơi, Minh còn đấy không? Thôi nhé nhé, này chơi ngay đâu. Lại làm được con Stego là xịn rồi. Ok, bye bye anh em. Để nhất con này nè. Con này không phải lo. Có ở đây rồi.